Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại trước mặt em đây là chiếc Hyundai Accent phiên bản số tự động, bản tiêu chuẩn màu đen. Thì trong video này em cập nhật chính sách giá Accent cho anh chị, để cho anh chị có thể mua được một chiếc xe thời điểm này giá cực tốt. Tháng 12 là kết thúc chương trình giảm lệ phí trước bạ, hết tháng 12 là hết chương trình. Và thời điểm này là giữa tháng 11 thì giá xe cũng chưa lên và xe thì vẫn còn đủ màu giao cho anh chị. Cũng là thời điểm mà miền Bắc trở lạnh và bắt đầu mưa lạnh, thì mua một chiếc xe để cho gia đình mình sử dụng hoàn toàn là hợp lý trong thời điểm này ạ. Accent thì em có hai phiên bản, bản này là bản tiêu chuẩn, thì giá niêm yết của xe là 505 triệu. Hiện tại chính sách giá đang được giảm cho quý anh chị là còn khoảng 471 triệu. Giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh cho phiên bản này, Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh lân cận thì đâu đó khoảng 502 triệu ạ. 502 và thêm cả bảo hiểm thân vỏ của xe nữa thì tầm 7 triệu nữa thì khoảng 509 triệu. Phụ kiện tặng kèm cho quý anh chị đó là phim cách nhiệt New Sun của Mỹ, bên em bảo hành 10 năm. Rồi thì trải sàn da, bọc vô lăng da. Phiên bản đặc biệt thì sẽ có thêm những công nghệ nổi bật như là thêm 4 túi khí, tổng cộng là 6 túi khí này. La răng kích thước to hơn 1 inch so với phiên bản tiêu chuẩn này. Đây là kích thước 15 inch, bản đặc biệt thì sẽ là 16 inch ạ. Hệ thống ghế da, hệ thống điều hòa tự động, hệ thống cửa sổ trời, hệ thống ga tự động cruise control và hệ thống gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động. Thì bản đặc biệt, giá niêm yết của bản đặc biệt là 545 triệu. Và bản đặc biệt thì bên em giảm trong khách hàng đó là còn 508 đến 509 triệu. Và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó rơi vào khoảng 540-41 triệu. Và thêm bảo hiểm thân vỏ khoảng 7 triệu đến 7 triệu rưỡi nữa thì rơi vào khoảng 547 triệu ạ. Phụ kiện tặng kèm thì vẫn như bản tiêu chuẩn. Và quý anh chị liên hệ chi tiết thì khi mà chốt xe thì em có thể tặng thêm cho anh chị một gói phụ kiện rơi khoảng 3 đến 5 triệu nữa. Chính sách trả góp thì bên em vẫn đang hỗ trợ với lãi suất năm đầu cực tốt, nó khoảng 0,62%. Và các năm tiếp theo thì rơi vào khoảng 0,8 đến 0,9%. Nếu mà cố định trong vòng 3 năm thì có thể rơi vào khoảng 0,72 đến 0,75%. Cái giá trị vay tối đa thì là 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa là 8 năm. Thì với mức tài chính khoảng trả góp thì anh chị có thể chỉ cần bỏ ra đến khoảng 5 đến 7 triệu một tháng là anh chị hoàn toàn có thể trả góp được một chiếc xe Hyundai Accent như vậy rồi. Đó, Accent là một chiếc xe bán chạy nhất phân khúc trong các tháng gần đây và là một chiếc xe hạng B với đầy đủ công nghệ và có những trang bị an toàn cũng như là có kiểu dáng thể thao và trẻ trung phù hợp với nhiều lứa tuổi. Màu xe thì em sẵn những màu như là màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu vàng cát để giao cho quý khách hàng. Thì mọi thông tin quý anh chị có thể liên hệ qua số hotline của Hùng Xe Hơi thì em có thể báo giá chính xác tại thời điểm cho quý anh chị. Xin cảm ơn quý anh chị. Xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.